Sau một quá trình theo dõi mật phục, vào hồi 8 giờ 45 phút sáng nay ngày 6 tháng 4, tại khu 5 phường Đội Cung, thành phố Vinh, đội 4 phòng PC49 Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện cơ sở sản xuất quẩy của ông Đới Văn Thịnh sinh năm 1970 đang có hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ để sản xuất quẩy. Tang vật thu được bao gồm 20 lít chất lỏng phụ gia không rõ nguồn gốc, 21 kg quẩy đã thành phẩm. Điều đáng báo động đó là ngay tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ được 14 kg chất bột trắng, nghi là chất tẩy trắng của Trung Quốc, một loại thuốc tẩy cực độc cũng được chủ cơ sở sử dụng làm phụ gia để sản xuất bánh quẩy. Qua khai nhận ban đầu, cơ sở sản xuất này đã hoạt động 20 năm nay, sản xuất 3.000 cái bánh quẩy mỗi ngày. Trung bình một ngày xuất bán hơn 2,1 yến bánh quẩy cho toàn bộ thị trường trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Qua kiểm tra, cơ sở không có thủ tục giấy tờ gì liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.